Câu hỏi khác, bạch thầy ban hộ niệm còn nhắc nhở gia đình con cháu những gì khi người bệnh vừa xả bỏ báo thân? Con xin thành kính tri ân. Hồi nãy chúng ta đã nhắc nhở qua, khi người bệnh đến cái giai đoạn là phải hộ niệm liền thì con cháu không được nói lời bi quan yếm thế, không rơi lệ khóc than trước mặt người bệnh. Vì chư vị sơ ý chỉ còn một ý niệm liếng lưu con cái, làm cho người cha người mẹ của mình mất phần vãng sinh một cách oan uổng mà mình không hay. Người thế gian thì không khám phá ra điều này đâu, nhưng người muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đừng nên sơ ý chỗ này. Nhắc nhở con cái cố gắng niệm Phật, khuyên cha mình niệm Phật vãng sanh, khuyên mẹ mình niệm Phật vãng sanh mới tốt. Có nhiều con cái không hiểu đạo thì đành rằng phải tìm mọi cách cách ly ra. Và cái điều tốt nhất là người hộ niệm chúng ta nên đến gặp cái người con không tin đó, khuyên một vài lời đi. Thí dụ như là đưa cháu thương bà nội thì nói cháu ơi, cháu phải nói là con thương bà nội lắm, vì con thương bà nội cho nên con quyết lòng thành tâm niệm A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật đến đưa bà nội về Tây Phương Cực Lạc để bà nội không còn chết nữa mà bà nội sống mãi. Bà nội về đó rồi bà nội cứu con về ở với bà nội, bà cháu mình ở chung với nhau thành Bồ Tát đời đời kiếp kiếp trên cõi Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nếu mà dạy cho đứa cháu nói những lời này là cả một cái sự khai thị tuyệt vời. Nhớ nha chưa vậy? Còn nhiều khi đứa cháu nói nhất định là phải làm sao cho còn nước còn tắc đấy, tới mà khóc than bên bà nội, bà nội ơi bà nội đừng bỏ con, bà nội nhất định phải sống với con, là thôi tiêu luôn. Coi chừng bà nội thương cháu, cháu thương bà nội. Tình quyền thuộc này dính chặt với nhau. Bất các ai bất ly tạ bà rồi. Không cắt cái tình thương yêu con cái, không cắt cái tình máu mủ ruột thịt này, không cách nào rời khỏi cái cõi ta bà khổ nặng này được. Cho nên chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này và dặn làm sao cho con cái nói những lời đó là hay vô cùng. Nhớ nghe chư vị nghe. Cho nên khi người bệnh vừa xả bỏ báo thân, nhắc nhở cho người bệnh: bác Tám ơi, giờ phút này xin báo cáo với bác là bác đã rìa khỏi thân xác rồi. Thân xác này không lệ thuộc vào bác nữa rồi. Tức là bác đã xả bỏ báo thân rồi. Giờ phút này vô cùng quan trọng. Vãng sanh hay đọa lạc là ở ngay giờ phút này đây. Mau mau xin bác Tám hay là hương linh trần văn ích gì đó định tâm lại niệm A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Bao nhiêu ước nguyện trong nhiều năm tháng qua để chờ đến cơ hội này mình đi làm Bồ Tát làm Phật, nhất định không được sơ ý nha bác. Nhắc lại, nhắc đi, nhắc xuống, vẫn là nói với bà cụ đó, không được để ý đến bất cứ một cảnh giới nào đang hiện hữu tại đây. Chỉ một lòng một dạ chờ A-di-đà Phật đến, theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc là được. Như vị nhắc sao nhắc, lâu lâu làm như vậy. Nếu người đó đã từng niệm Phật quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, khi xả bỏ báo thân nhiều khi đau đớn gì đó, trường vườn gì đó, nghe một lời khai thị rõ ràng, cụ thể, mạnh mẽ này, họ có thể định tâm lại liền, niệm A-di-đà Phật, tức thời cảm ứng đạo giáo, họ ra đi thân tướng đẹp vô cùng. Nếu mà họ nói thôi cảm ơn các bác, thành tâm tri ơn chư vị đã giúp đỡ tôi bây giờ đã thấy A Di Đà Phật đến rồi, tôi đi theo A Di Đà Phật đấy, xin chư vị đừng vội vỗ tay nhé, muốn là bác ơi mau mau đi theo A Di Đà Phật đi. Thế là mình chắp tay lại niệm A Di Đà Phật
mạnh mẽ để đưa người đó đi vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Chứ đừng ta phải vỗ tay ào ào lên, coi chừng trở ngại người ta, hiểu không chư vị? Nhắc nhở từng điểm phải cẩn thận tối đa. Nhất định phải cẩn thận tối đa để đưa người ta đi vãng sanh. Mong chư vị phải nhớ cái câu này, chịu chưa? Và cũng nhắc nhở thêm cho chư vị biết, có nhiều gia đình con cái không hiểu đạo, chỉ nghe thấy bằng hồn niệm mừng quá, nói về thông tin là mẹ mình đã theo A Di Đà Phật, cha mình đã theo A Di Đà Phật, vội quá ra phía sau vào chuồng heo bắt con heo làm thịt để mà đãi khách, coi chừng bị trở ngại mà không hay. Cho nên mong chư vị làm việc với gia đình phải làm việc cẩn thận ngay từ đầu, nhất định không thể nào mà vì cảm tình mà quên chuyện này được. Mong chư vị nhớ cho, người mẹ đó vừa mới thấy A Di Đà Phật đó mà con mình vội vã chạy ra chuồng heo dắt dao cái đồ, mẹ mình cũng có thể thấy đó chứ không phải không thấy đâu. Cái tâm phàm phu kết tập từ nhiều đời nhiều kiếp, khi ngộ ra người ta đi làm Phật, khi thấy con cái giật mình một cái, phàm phu trở lại phàm phu tức thời, quán tâm vô thường. Tại vì mới cảm ứng chưa phải là thực sự đã đi theo A Di Đà Phật, hiểu không chưa vậy? Một tích tắc ngộ ra đi làm Phật, một cái giật mình từ cái ngộ đó biến thành cái mê, mê làm phàm phu, phàm phu vào Phật trong một cái ngộ. Cái ngộ này nó ngắn ngủi như một sát na, hiểu không chư vị? Cho nên làm việc, nhắc nhớ với chư vị, khi nhọn ca làm việc phải nghiêm chính, phải yêu cầu gia đình thực hiện đúng quy cách hộ niệm, không được vì để. Nếu người nào đã từng nói mình làm như vậy là vì lòng tự bi, bây giờ nhắc lại vì lòng từ bi mà mình phải áp dụng quy luật cụ thể để cho tương lai mình tiếp tục cứu những người có duyên. Nếu mà chư vị vội vã đem cái lòng từ bi này ra mà uyển chuyển một cách phi lý như vậy, thì cái lòng từ bi chư vị có thể kéo thêm một tháng, hai tháng, nhiều khi dài lắm một năm nữa, là coi như đạo tràng chúng ta tan hoang đấy. Không phải là đơn giản đâu. Nhắc nhở cho chư vị, một khi phát tâm Bồ Đề ra, liền có những ma chướng đang trực chờ bên cạnh mình mà phá tan chánh pháp đấy. Nhớ cho kỹ điểm này, họ phát từ trong phát ra đấy. Mình chỉ sới một cái, không phải là những người bình thường mình thấy như này phá mình là nặng đâu. Những người vô hình người ta phá mình cũng nặng nề lắm đấy. Nếu mà mình sới không giữ đúng nguyên tắc, không giữ đúng theo quy luật, người ta phá trong lòng phá ra, người phá trong tâm của mình phá ra, mình mất luôn cái tín tâm, mình mất luôn cái nghị lực, tâm mình lục lầm, chính mình sau cùng cũng nghi ngờ pháp hộ niệm nơi nào khác. Cho nên mong chư vị phải nghe những lời này mà thực hiện cho đúng, đừng nên sơ suất quá. Hộ niệm phải có duyên, duyên lành mình mới hộ niệm được, duyên chẳng lành mình phải chờ đợi duyên lành. Nhớ nhé chư vị. Hôm qua Tịnh Hải nói Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật muốn thị hiện xuống cõi Ta Bà này không phải là Ngài xuống liền đâu, mà Ngài phải xuống đây tới 8.000 lần rồi để tìm cái chỗ nào đúng duyên, thuận duyên, hợp duyên người Ngài mới thị hiện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Cái khổ tâm của chư Phật là như vậy, chúng ta phải cẩn thận. Chứ không phải là nếu mà mình biết đạo mình thương người muốn làm sao làm đâu, coi chừng vướng phải cái tệ nạn là từ bi mà thiếu sáng suốt, vô tình lòng từ bi này đưa đến chuyện hại họa cho chúng ta, mà hại họa luôn cho Phật pháp nữa. Hiểu không chư vị? Phải nhớ cho kỹ để mà gìn giữ cho được
cái pháp môn này mà cứu những người hữu duyên sau này. Đừng nên quá vội, đừng nên quá sốt sắng mà làm sai quy tắc. Nhiều khi mình sửa lại cũng làm trải qua một cuộc đau thương rã rời rồi. Hiểu không chư vị? Nhớ cho kỹ nhé. Thật sự đấy.